liên quan đến vụ việc tài xế taxi Mai Linh bị đánh hôm 10 tháng 5 tại cầu diễn quyện Nam Từ Liêm, Hà Nội. thì Do nhắc nhở đổ xe vì lý do sức khỏe và không tiến triển tốt, nên tài xế này đã vừa được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để tiếp tục điều trị tại đây. Trước đó, ngay sau sự việc xảy ra, anh Điềm đã được đưa vào Bệnh viện Thể thao Chữa Trị Tại đây, các bác sĩ xác định anh Điềm bị vết thương hở ở vùng đỉnh đầu phía sau, rộng 1 x 2 x 05 cm và xây xước ngoài da ở tai trái. Sau đó, anh Điềm được ra viện về nhà, nhưng do diễn biến sức khỏe xấu nên ngày 13 tháng 5, anh Điềm được đưa vào bệnh viện 198 tiếp tục điều trị. Theo đại diện công ty Mai Linh, công ty sẽ cùng gia đình tài xế này kiên quyết đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý vụ việc theo đúng các quy định của pháp luật phía công ty mai linh đã gửi đơn kiến nghị xử lý vụ việc này tới công an quận nam từ liêm công an thành phố hà nội